cho các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. JS lột xác thành tinh sau một tháng thời gian dài tu luyện. Cái chút kế hoạch JS độ hôm nay là cái chiếc xe đến từ anh Cường ở Đồng Tháp. Một tác phẩm tâm huyết mà anh chủ đã ấp ủ một khoảng thời gian rất dài. Sau khi xây dựng kinh tế bền vững, anh ta bắt đầu hiện cái ý tưởng mà kết quả nhận được là một phiên bản nâng cấp cực kỳ hoàn mỹ. Lực hắn chiếc xe giờ đây mạnh mẽ hơn bao nhiêu hết. Chiếc cụm hắn Rainbow AX19 Costa. Đặc biệt hơn, anh cũ còn tinh tế nâng cấp cái phần nhựa nháp ở đầu để sử dụng được kính nấm chỉnh 3 chế độ NSA phù hợp với từng nhu cầu khác nhau của bản thân. Bình dầu Rainbow khối chứa đựng toàn bộ cái dây dầu hệ thống tháng trước, hơn nữa còn có được dựng kính bởi cái chiếc nắp của Titan CC. Kế bên là cái cụm gạt Domino ca màu đen tiền rất cứng cáp, ẩn chứa khả năng cút ngắn hình trình như ga, đem lại cái cảm giác lái vọt hơn, bốc hơn khi nó được canh chỉnh chuẩn. Nếu như cụm thắng sim sử dụng là cụm của Rainbow AX19 Costa, thì bên cụm con được sử dụng cho mình là cái cụm Domino tiếp em liên lạc và đồng nhất với cụm thắng hàng hiệu logo của nước cờ Ý nho nhỏ. Dĩ nhiên muốn gắn được lên cái chiếc JS bắt buộc phải cắt khoét hơi nhiều chi tiết. Từ mới bắt đầu tìm hiểu về cái dòng xe độ thì giờ đây mình mới lần đầu tiên tận mắt được cái bộ mâm của Rainbow CC FC505, cái gam màu vàng óng ánh, một tông màu rất hiếm gặp. Anh em nào chơi lâu thì mới biết vì nó khó phối màu với những món đồ chơi. Nhưng bất ngờ đâu xuất hiện trên cái chiếc JS độ hôm nay thì nó đẹp đến lạ thường. Đĩa thắng sử dụng cho mình là cái dòng đĩa thắng Zin. Heo thắng giờ đây cũng được nâng cấp thành cái dòng Rainbow Blitz 2-bit. Để gắn hoàn chỉnh phải thông qua quát nhôm CC được tính toán, sau đó cắt hết cái lưỡi đĩa mà không bị cạc cứng và nâng mâm. Để có năng kiểm soát phanh chuẩn xác mượt mà thì anh chủ không ngần ngại trang bị chiếc xe tâm quyết của mình một cái chiếc bên đặt Rainbow gam màu vàng đồng. Cái bên đó còn mấy chiếc Oppo được bọc sạc carbon tăng thêm sự sang trọng bản đồ hôm nay. Heo thắng sau chính là cái dòng Rainbow Blitz 2-bit giống như phía trước, được chiên dầu ở cổng dầu heo bấm đầu S rất gọn gàng và thân xảo. Cái dầu heo được giữ áp suất dầu luôn ở trong tình trạng ổn định nhất, không bị giãn nở khi dầu thắng quá nhiệt. Cái dầu heo có cái bằng lõi bằng kim loại. Khác biệt cái phục Holin thì cái dòng phục Nitron N3 trên cái chiếc JS độ hôm nay, ép người dùng tùy chỉnh được cái độ nén độc lập ở ti phục, tốc độ thấp, tốc độ cao. Cụ thể thì cái nấm chỉnh ra màu đen ở bên trên bình dầu để chỉnh được độ nén tốc độ thấp, còn cái độ nén tốc độ cao được chỉnh bằng cái nấm màu bạc. Và đây tổng thể cái chiếc JS độ chúng ta cảm thấy như thế nào? X-Star 185 lên cái cụm đồng hồ của chiếc Z1000. Cái chiếc X-Star 104 số hôm nay, một cái tên rất quen thuộc đi sâu vào tim của rất nhiều biker đất Việt. Dù em ấy đã được thay thế bằng phiên bản 1K50, nhưng hầu như các dòng đồng 4 số vẫn không ảnh hưởng quá nhiều và ngày càng hot hơn, đôi khi giá trị còn lớn hơn cái chiếc X-Star 1K10 bản cũ. Cái chiếc xe thuộc là bản công trọng hiện ở Việt Nam vào năm 2006 tới cuối năm 2009, khoét cho mình một cái bộ áo mang phong cách tìm phối màu nguyên bản từ Yamaha không thay đổi. Cái cách mới nét đẹp trẻ trung thể thao gọn gàng, dọc và chi tiết được người chủ minh lại để tăng thêm cái chút thẩm mỹ và giá trị cơ thể hơn. Đầu tiên ta thấy được cái mẫu đồng hồ giống như cái của Z1000 với tất cả các chức năng hiển thị cái dạng mặt LCD. Tuy nhiên cái chi tiết đọc trên máy giờ phải sử dụng một mắt đồng điện tử, không còn phải dùng dây cơ như đồng hồ bản nữa. Cấu tạo bên ngoài đồng hồ khác như xin nên phải chế nhựa khá nhiều. Hai bên là cụm công tắc của NVX lắp vừa rất nhiều dòng xe của X-Star 105 hai đời, lưu bá xung quanh và các dòng xe khác nữa. Chỉ dòng đầu chơi hiện được kết nối vào con hệ của toàn bộ logo lớn 2 đứa xứng, được minh kích tông màu đỏ cũng rất ấn tượng. Đĩa da phơ trước kích thước là 260, một món đồ chơi đều được dành cho các dòng chân phân khối lớn, nên chiếc phân khối nhỏ muốn độ thì phải làm thêm cái phát thất lòng ở bên ngoài để tiện lợi hơn trong việc tháo lắp. Xung quanh là những món đồ chơi với lọt hốc kỳ nằm điện phân đa màu Titan cũng khá đẹp. Chiếc xe trang bị cho mình cái phục Raceboy bình dầu rời chính hãng, cái mẫu mới dành cho X-Star 105, tăng thêm độ nấm chỉnh ở phục phù hợp cho những cung đường, đồng thời cho mình dầu cũng có cái nút tăng chỉnh cái độ đàn hồi của phục, tạo một cảm giác khá êm ái. Tuy nhiên theo đúng cái nhận xét của Raceboy thì mẫu phục này chỉ độc nhất một cái màu lò xo tím, còn lại đều là độ lại. Cái dàn kim của con X-Star độ hôm nay được nâng cấp cái mâm của Raceboy 8 cây, cái bản dĩa trước đường sau dành cho những dòng là X-Star nhỏ sớm sử dụng, không phải canh chỉnh chế cháo gì hết.
rất tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, dễ chơi. Tuy nhiên phiên bản này thì hơi khó tìm do lượng hàng rất ít. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhớ like, subscribe.